Minh xin kính chào quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shortun Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2019 thì Minh muốn thanh lý một cái máy cắt sắt tua chậm mang thương hiệu là Ryobi. Cái máy này thì độ hoạt động nó vẫn còn rất là ngon, nhưng mà bây giờ để hoài nó cũng chật chỗ. Mình sẽ thanh lý. Tại sao cái này giá thanh lý? Cái lĩa cưa này là cái đĩa cưa cắt sắt Makita Nhật, made in Japan. Bình thường mua nó là 2,5 triệu rồi. Nguyên cái máy này mình sẽ thanh lý mức giá là 5 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển và mua tại cửa hàng. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái máy này. Để lâu rồi nó khá là bụi, chứ lúc mà mới về vệ sinh sạch sẽ là nó cực kỳ đẹp luôn. Nó mất cái phần che lưỡi. Phần che lưỡi này chị có thể làm cái tấm. Chúng ta sẽ cắt ở đây, nó có vị trí nè, cắt phần che nó che dòng xuống dưới là xong. Ở phía sau nó cũng có cái lỗ bằng ở bên đây luôn. Đây. Thứ hai là cái eto kẹp bàn, eto kẹp vật liệu của nó thì nó là eto kẹp nhanh, chúng ta sẽ di chuyển rất là dễ dàng. Nó cứng thì chúng ta sẽ nhóm nó ra rồi di chuyển thôi. Dưới là nó sẽ chốt con tán để mà di chuyển nhẹ nhàng hơn, thì chỉ cần nhóm ở dưới thì nó lỏng ra. Nhưng mà lỏng quá thì trong quá trình mình kẹp á, nó sẽ không còn cứng nữa, nó rất là nguy hiểm, nên là mình để một đầu vừa. Đây là cái kẹp nhanh. Rồi theo chính là cái motor của nó. Motor của con này thì cũng giống như tất cả motor của máy cắt sắt chậm mà thôi, khá là to. Anh chị lưu ý là cái này mình phải sử dụng cái đĩa cắt sắt tua chậm, không dùng được đá cắt sắt. Và công dụng chính của những cái máy này là nó cắt sắt ở những cái góc rất là chuẩn, không bị dính ba vía, và chúng ta không cần phải mài lại. Chúng ta chỉ cần kẹp vô cái eto chúng ta cắt thôi. Đây là cái máy thanh lý, anh chị cứ xem qua tổng quát. Máy này mình sẽ nhắc lại là bán 5 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá 5 triệu là mua tại cửa hàng và chỉ có một máy duy nhất thôi. Ngoại hình nó như vậy. Thanh lý là tại vì cái lưỡi của nó là lưỡi mới 100% của Makita, made in Japan. Tính ra thì cái phần máy này chỉ có 2,5 triệu thôi. Rất là rẻ. Mình là mà cắt sắt thì nên mua cái này. Chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc ắt Zalo số 082 39 78 258, hoặc 0985 532 832, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.